chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên chúng tôi đem lại về kho rất là nhiều máy bắn bu lông 2 trong 1 hàng Mutan chính hãng, mẫu X1 và R các nhá. Thì với cái sản phẩm này thì trong thời gian vừa qua bị cháy hàng, cháy trong một cái thời gian khá là dài. Hôm nay thì hàng đã lại quay trở về, cập đến lại về kho các nhá. Thì cái đợt này nó về một cái mẫu mới này, cực kỳ là đẹp. Cái đợt này về thì pin của nó sẽ màu vàng đồng bộ với máy luôn. Cái đợt trước thì pin của nó sẽ là pin màu đen. Cái đợt này thì thay đổi mẫu mã này. Cái chất lượng thì nó vẫn không thay đổi đâu nhá. Mẫu mã của nó sẽ đẹp hơn cái mẫu cũ trước. Pin của nó đồng bộ luôn là màu vàng. Các bác, bộ này thì các bác vẫn có 2 quả pin, một quả 10 cell và một quả 15 cell nhá. Đây là quả 10 cell này các bác này. Còn đây là quả 15 cell em lắp vào máy đây nhá. Máy thì là chạy động cơ không thủy than này. Con này thì nó có một cái ưu điểm là cái quả búa của nó cực kỳ là to. Và các bác sẽ có một cái chốt dự bi ở đây nhá. Cái chốt bi để dự mũi này cực kỳ là chắc chắn. Các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lủng ra ở giữa như này. Các bác có thể cắm vít được nhá. Cái này nó vừa chuyên về bu lông và ốc vít luôn, không cần sử dụng qua đầu chuyển. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn này. Các bác có cái phần đảo chuyển đây. Và có cái này có đèn led soi sáng nhá. Và các bác điều tốc này. Đây nhá. Đây là em đang để máy ở chế độ tự ngắt này. Nhiều bác mà sử dụng không quen, máy đang ở chế độ này các bác bỏ máy lỗi là không phải đâu ạ. Các bác điều chỉnh, các bác cứ điều chỉnh cái nút màu đỏ này. Đây, cho nó tắt cái đèn tròn màu xanh ở đây đi là máy sẽ lại chạy như tự ngắt. Và khi mà các bác đảo chiều máy qua, đây là cái phần đảo chiều này. Đảo chiều qua là các bác sẽ điều chỉnh được cái chế độ nhanh chậm này nhá. Đem cho nút chậm này. Rất là đẹp. Và cái đợt này về thì hàng nó tăng giá rất là cao nhé, cái đầu vào rất là cao. Tuy nhiên là bên em sẽ giữ cho các bác ở cái giá cũ, để em vẫn gửi cho các bác với cái mức giá là 1.300.000 đồng. Và bên em sẽ miễn phí ship nhé. Và trong cái đoạn video này thì em sẽ có một cái chương trình tri ân tặng quà cho các bác. Đối với 10 bác khách hàng đầu tiên nhé, là các bác sẽ được tặng này, một cái đầu chuyển vít này, một cái vít 5 phân của Daiwat này, và một cái mũi van đa năng xuất nhật chưa lục giác nhé. Đi theo máy thì các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Và một bộ lào thì các bác cũng đều có đầy đủ là một thân máy, 2 pin và 1 sạc. Trong 2 quả pin thì các bác sẽ có một quả pin 10 cell này và một quả pin 15 cell. Một cái sạc nhá. Đây sạc đây. Và một cái khẩu 22 này. Kèm theo là các bác sẽ có một cái dây đeo máy. Dây đeo máy là một cái phần này. Thì cái đợt này mẫu mã của nó thay đổi nhá, đẹp hơn cái mẫu cũ rất là nhiều. Và bác nào mà có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua 2 đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Em nhắc lại nhá, số điện thoại bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai là 0378487818 hoặc 0989458200. Các bác muốn đặt hàng các bác chỉ cần alo trực tiếp hoặc các bác nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo, và các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới video này. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Về với sản phẩm của bu lông Vulcan X1 Pro thì nó sẽ sử dụng cái chân pin phổ thông thôi nhé. Cái chân pin của nó là chân pin phổ thông này. Khi mà các bác có đầy đủ chọn bộ này rồi, khoảng cách từ đây qua đây là 4cm nhé. Các bác sẽ dùng chung pin được với thân máy của tất cả các máy bu lông từ Hitachi này, hay là Makita, hay là Daiwat. Các máy bu lông hay là chuyên vít và đầu kẹp 13 ly, hoặc là máy mài pin, máy bê tông pin, là các bác có thể là dùng chung pin được. Kể cả những cái máy thổi bụi hay là máy cua xích pin trên thị trường hiện nay nhé. Các bác, cái chân pin này là chân pin phổ thông, nó sẽ lắp được cho nhiều loại máy. Cho nên là khi mà các bác sở hữu cái sản phẩm này thì các bác có thể là kết hợp để mua được thêm nhiều những cái thân máy của sản phẩm khác để dùng chung pin chung sạc thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí quá nhá. Và cái mẫu này thì cái hộp đựng máy của nó rất là đẹp. Đấy, cái hộp của nó cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn nhá. Nói chung là với cái sản phẩm này thì nó đẹp từ mẫu mã đến giá tiền cũng như là chất lượng, cái gì cũng đều rất là ok. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm
thì các bác hãy nhanh tay liên hệ tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này. Và em xin nhắc lại, giá của sản phẩm là 1.300.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và 10 bác khách hàng đầu tiên, các bác sẽ được tặng cái phần quà trị giá đây, một cái đầu chuyển vít này, một cái vít 5 phân và một cái mũi khoan đa năng nhé. Đến bác thứ 11 là sẽ không còn được nhận cái phần quà tặng này nữa. Cho nên là bác nào đang có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng ngay từ lúc này nhé. Vậy xin kết thúc bản tin video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.